rồi hành trình nhà ở này, rồi hành trình đường đi siêu thị này, rồi hành trình con đường đến trường này, hành trình trường học này, rồi hành trình nhà của những cái người anh em bà con của mình mà nó thân thiết ấy. Tóm lại là cái hành trình ấy nó là đoạn đường, và đoạn đường nó phải quen thuộc nhé, nó phải là một cái những hình ảnh mà nó gần gũi với chúng ta, nó quen thuộc với chúng ta, và nó khi chúng ta nghĩ tới nó thì nó phải là hiện hữu thật là nhanh, chứ chúng ta không sử dụng những cái hành trình mà nó quá lạ nha, nó lạ thì chúng ta không biết được trên cái hành trình đó nó có cái gì đâu ha. Hành trình là cái con đường mình đi lại nhiều lần ấy, đi đi lại lại, và mình phải là thật là quen thuộc ha. Ví dụ như hôm nay thì tôi sẽ hướng dẫn cho anh chị về hành trình cơ thể nhé. Cơ thể chúng ta này, đó, cơ thể chúng ta thì là hành trình đúng, cơ thể chúng ta thì chúng ta có thể là lập cái hành trình từ trên xuống dưới, từ trên đầu xuống dưới chân ha, hoặc chúng ta có thể lập là hành trình từ dưới chân lên đầu, tùy các anh chị nha. Chúng ta lập kiểu gì cũng được nhưng nó phải theo thứ tự nhá. Nếu từ trên đầu thì nó phải đi lần lượt nha, lần lượt từ trên đầu này rồi xuống trán này rồi đi mắt mũi rồi là miệng rồi mới tới cằm cổ rồi vai tay rồi bụng rồi là mông chân đùi rồi đầu gối vân vân xuống chân ha. Thì nó phải theo một cái trình tự đó, là mình đi từ đầu cho tới chân. Còn nếu chúng ta bắt đầu lấy điểm đầu tiên từ chân thì chúng ta đi từ 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 chân lên đầu ha. Nhưng mà thường thì mọi người vẫn lấy là từ trên đầu xuống chân là nó tiện hơn em mọi người ha. Đây, hôm nay thì tôi sẽ giới thiệu cho các anh ấy chị một cái hành trình cơ thể, hành trình 15 điểm nhé. Đây, hành trình 15 điểm. À, thì cơ thể chúng ta nha các anh chị ha, mình sẽ lấy cái hành trình cơ thể là 15 điểm. Cơ thể chúng ta thì chúng ta có thể lấy được khoảng 20 điểm đến 25 điểm các anh chị nhé. Nhưng mà chúng ta hôm nay lấy 15 điểm thôi, vì là thực ra ấy, những cái điểm hành trình mình lấy điểm mà mình lấy nó nhỏ quá, nó gần quá, thì là khi mà mình neo những cái dữ liệu ấy nó cũng dễ bị nó bị quên, hay nó bé quá nên mình không không nghĩ ra nó, mình bỏ quên nó đi. Thế thì khi mình truy xuất ấy, khi mình truy xuất thì mình sẽ bị quên, thì bị mất dữ liệu ha. Cho nên là trên các điểm hành trình của chúng ta, các cái sự vật, những cái sự vật mình làm cái điểm hành trình thì nó phải to rõ ha. Thì bây giờ trên cơ thể chúng ta sẽ lấy bắt đầu nha. Các anh chị nhớ chúng ta sẽ dùng cái tay của mình nha để mình đặt lên các điểm hành trình nhá. Đầu tiên là tóc nha các anh chị nhá. Tóc ha. Một là tóc. Đó, một là tóc ha. Rồi hai là trán. Hai là trán nha các anh chị ha. Tại vì tóc này giống như con kiến nó đi từ trên đầu mình ấy. Nó đi từ đầu thì từ tóc thì dĩ nhiên là nó phải xuống trán rồi ha. Đó. À, chứ đừng có mà từ đầu rồi xuống tới cằm xong tí nữa lại vòng lên trán là không được ha. Đó, chúng ta phải đi từ trên xuống dưới ha, theo là thứ tự nhá. Thứ hai sẽ là trán, trán là các anh chị ha. Rồi, thứ ba là mũi nhá, thứ ba là mũi. À, thứ ba là mũi. À, tiếp theo. Đây, thứ ba là mũi. À, thứ tư các anh các chị này, thứ tư. À, thứ tư đây là, để xem thứ tư này. Xin lỗi các anh chị nha, thứ ba là mắt chứ. À, trán này, mắt này, mắt, mắt. À, thứ tư là mũi. À, thứ năm là má. Thì cái chỗ này khi dạy học sinh ý, nó bị nhầm ấy, cho nên là các anh chị biết không, khi mình lập hành trình ý, thì mình cũng tùy ha. Nếu mà cảm thấy nhưng mà hay bị nhầm quá thì mình bỏ cái điểm ấy đi ha, mình bỏ cái điểm ấy đi. Thì cái chỗ này em hôm nay thôi thì cũng vẫn cứ hướng dẫn cho ngay chị theo cái điểm hành trình này, nhưng mà sau khi mình lập một cái hành trình nào đó mà mình hay bị quên cái điểm nào đó thì mình hay bỏ đi, cái đó là cái kinh nghiệm của anh chị nha. Đó, đầu tiên là tóc này, tới hai là trán này, ba là mắt này, bốn là mũi này, đó, năm là má. À, mũi này nha các anh chị, mũi này xong vòng ra má. À, mũi vòng ra má, nhưng mà cái này nó cũng hay bị quên đấy anh chị ha. Nhưng mà mình hôm nay mình thực hành đi để cho mình có thể là một cái kinh nghiệm ấy các anh chị ha. Thì sau này nếu như mình hướng dẫn cho các con thì mình có thể bỏ qua cái gì mà mình hay quên hoặc các con hay quên, mình có thể bỏ qua nha. Đó, tới má này, năm là má này. Rồi tiếp theo sáu. À, sáu là gì đây? Sáu là miệng. Sáu là miệng. À, sáu là miệng nha. Rồi bảy. Bảy là cằm. À, bảy là cằm. Mình ôn lại nha. Một là tóc, hai là mắt. Hai là trán, ba là mắt, bốn là mũi, năm là má, sáu là miệng, bảy là cằm.
Đó, vậy là cầm nha các anh chị đó. Rồi hết cầm rồi nha, hết cầm rồi thì bắt đầu lại vòng lên tai. À, vòng lên tai. Thế thì thay vì mình hết cầm vòng Chị lên vừa tai thì thấy. các chị có thể như thế này nhá. Mũi này xông tới má này, xông tới tai luôn cũng được nha. Tại vì cái này là Tuyết lập hành trình ấy, là lần trước Tuyết lập hành trình mà Tuyết thấy là khi mình lập hành trình này thì mình hay bị quên, nhưng mà Tuyết chưa sửa. Nhưng Tuyết vẫn hướng dẫn cho các anh chị và đây cũng là một kinh nghiệm nhá. Nhưng các anh chị có thể cái slide này các anh chị có thể sửa đi cho phù hợp với mình để mà nó không bị sai ha. Các bạn các con ít bị nhầm ấy thì mình có thể nhà tới mũi này xong tới má này xong mình vòng ra tai luôn cũng được các anh chị nhé, vòng ra tai luôn xong mình lại vòng ra miệng. À còn đây thì Tuyết đang làm này là từ trên tóc này rồi tới trán này tới mắt này tới mũi này tới má này xong tới miệng này tới cằm này xong mới vòng lên tai là hết cái mặt của mình rồi ha. Đó xong cái điểm thứ 8 là điểm thứ 8 là tai nhá. Đó rồi điểm thứ 9 thì là cổ đó, hết tai rồi hết cái mặt rồi đó thì vòng xuống dưới là cổ đó. Rồi điểm thứ 10, điểm thứ 10 là vai, vai cổ này xong tới vai đó, cổ tới vai à đó, cổ tới vai, vai giờ tới nách, nách nách bên dưới vai là nách à các anh chị nha. Rồi nách rồi sau đó hết nách rồi thì tới khuỷu tay nè, nách này xong ra tới khuỷu tay đó, tới khuỷu tay nha. Rồi xong khuỷu tay là tới ngón tay, là khuỷu tay này xong tới ngón tay đó, nó theo một cái trình tự ha, tới ngón tay đó. Rồi tới 14 là ngực, 14 là ngực, hết cái ngón tay rồi mình quay trở lại đến ngực ha. Đó và tiếp theo là bụng, ngực rồi xuống bụng đó. Vậy thì đây mới là 15 điểm thôi, còn cơ thể chúng ta thì chúng ta có thể lập được khoảng 20 điểm. Các anh chị có thể tiếp tục lập xuống dưới nha. À bụng nè, rồi tới mông đó, rồi tới đùi, rồi tới đầu gối, tới bắp chân, rồi tới gót chân, rồi ngón chân, ví dụ vân vân thế ha. Đó thì các anh chị có thể lập thêm. Nhưng mà cơ thể chúng ta thì thực ra chúng ta lập có khoảng 20 điểm thôi. Nếu mà lập 50 25 điểm thì nó có nhiều cái điểm nó bé thì là chúng ta dễ bị nhầm lẫn và nó hay bị quên. Đấy, mình gắn các cái dữ liệu vào ấy thì là nó bị mình quên nó đi thì tự nhiên là coi như là nó bị mất cái dữ liệu ở cái điểm đó các anh chị nha. Khi dạy học sinh ấy thì là khi dạy học sinh ấy nếu mà mình sử dụng mình ứng dụng mình nhớ số ấy, thì là mình có thể lập 20 25 nhưng mà khi dạy các con ấy thì vì các con không có sử dụng nhiều điểm hành trình lắm vào cái nội dung bài học của các con đâu. Cho nên mình có thể dạy cho các con khoảng 15 điểm thôi mà nó to để cho con rõ hay nó không bị nhầm lẫn như anh chị ha. Còn đối với mình người lớn thì mình có cái ý thức hơn. Mình rèn luyện ấy thì mình có thể lập mỗi một hành trình 25 điểm nhá. Đó. Thì là bây giờ mình ôn lại nha các anh chị ha, mình ôn lại. Mình có thể tưởng tượng nha, mình nhắm mắt lại mình tưởng tượng lại nha. Để mình muốn nhớ được thì mình phải thuộc cái hành trình này nha, không mình nhầm lẫn mới được. Chứ không lúc mình gắn vào rồi thì tới mình truy xuất ra thì mình lại nhầm lẫn lung tung thế là nó bị cái nội dung nó bị đảo lộn. Các anh chị ha, các anh chị ôn lại ha cùng với Tuyết nhá. Nhắm mắt lại này, đầu tiên là tóc này. Rồi, rồi. Vậy thì mình sẽ đọc cái điểm hành trình riêng của mình nha. À, của em một là đầu, hai là trán, ba là mắt, bốn là mũi, năm là miệng, sáu là cằm, bảy là tai, tám là cổ, chín là ngực, 10 là rốn, 11 là đùi, 12 là đầu gối, 13 là cẳng chân, 14 cổ chân, 15 bàn chân, 16 ngón chân. Dạ. Dạ em xin đọc vào 15 điểm hành trình mà như cô mới vừa hướng dẫn á. Dạ. Dạ một là tóc, hai là trán, ba mắt, bốn mũi, năm má, sáu miệng, bảy cằm, tám tai, chín cổ, 10 là vai, 11 là nách, 12 là khuỷu tay, 13 là bàn tay, 14 là ngực, 15 là bụng. À, cho nên là chị đã thuộc nhanh đấy. Chị tính ra là chị thuộc nhanh đấy, đọc thuộc như thế là nhanh rồi đấy. Đó, có nghĩa là cái hành trình của mình Cảm là ơn cô. à, mình lập là mình thuộc cái là mình sẽ ứng dụng nha. Rồi. Bây giờ thì chúng ta sẽ ghi nhớ 20 số này nha các anh chị ha. Đó. Thì bây giờ cái cách chúng ta ghi nhớ 20 số này thì chúng ta sẽ gắn những cái con số này ở trên những cái điểm hành trình mà chúng ta đã có đấy là cái điểm hành trình cơ thể của mình ý. Thì những anh chị nào mà các anh chị có cái điểm có cái hành trình cơ thể của mình rồi thì các anh chị tự các anh chị hãy đặt những cái con số này vào những cái điểm hành trình. Còn bây giờ thì tôi sẽ hướng dẫn cho những anh chị mới nha. Các anh chị mới, các anh chị chưa có biết cách để chúng ta gắn điểm hành trình ấy, thì tôi sẽ hướng dẫn cho các anh chị. Đây, con số 15 nhá. Chị Mỹ Anh nhá. Đây con số 15 này này.
thì là được mã hóa là bằng tiền nhé. À, con số 15. Chúng ta phải biết mã hóa cho con số này nha. Đây, con số 15. À, Tuyết mời mời một chị đi, hãy đọc các con số này mã hóa là những con số nào nhé. À, mình đọc. Đó, thì trước khi chúng ta muốn gắn được thì chúng ta phải biết được con số này nó được mã hóa thành hình ảnh là gì rồi ha. Chị Phê ơi, chị đã chuyển đổi được các con số thành hình ảnh hết chưa? Rồi, chị... lên được mic rồi. Dạ, chị đã chuyển đổi các con số thành hình ảnh từ 00 đến 99 hết chưa chị? Dạ, được rồi không? Dạ, chị ơi, 71 là gì chị nhỉ? Dạ, 71 là lá cờ. Đúng rồi. Đây, 16 là gì chị? 16 là con ốc. Dạ, con ốc. Hay là ốc sên cũng được ha. Dạ rồi. Rồi, 85 là gì ạ? 85 là hạt đậu. Dạ, hạt đậu. Đấy. Rồi, 46 là gì chị? À, 46 là... cung tên mục tiêu đúng không chị? Cung tên mục tiêu đúng rồi. Rồi, 14. 14 quay trở lại lúc nãy là thiền. 14 là thiền. 24 là gì chị nhỉ? 24 là con sóc. Dạ, đúng rồi. 33 là gì ạ? Dạ. 33. 33 hả? 33 là xương, khúc xương. Dạ, 32. 32 là vòi sen. Dạ, vòi sen đó. Có nghĩa là khi chúng ta phải đọc, chúng ta đã chuyển đổi thành hình ảnh rồi ha. Rồi mình nhìn vào các con số đó là mình phải biết được nó là hình ảnh gì rồi. À, truy xuất nhanh nha. Đó. Thì là chúng ta với có thể là gắn vào nhá, chúng ta gắn vào những cái điểm hành trình ấy. À, và khi dạy cho các con ấy thì là chúng ta cũng hướng dẫn cho các con như thế nhá, là khi các con thuộc rồi nhưng mà chúng ta vẫn có hướng dẫn cho các con thêm là đây, các con sẽ phải nhớ được các con số này này. À, là đây này, nó là hình ảnh gì, chúng ta đã chuyển đổi rồi nhá. 15 này chúng ta đã chuyển đổi thành tiền này đó, 14 là tiền này, 71 là cờ. Có thể cho các bạn nhắc lại giống như hôm nãy vậy đó các chị nhá. Đó các anh chị. Đó thì bây giờ chúng ta bắt đầu gắn nha. Nè, cái số 15 bắt đầu mình gắn lên cái điểm đầu tiên, chúng ta là tóc nha, tiền. À, các anh chị nha. Mình liên tưởng này, mình sử dụng cái phương pháp liên tưởng đấy, tưởng tượng đấy. Đó, cái bộ não rất là thích tưởng tượng nha. Rồi, vậy thì trên tóc chúng ta ấy, bây giờ chúng ta sẽ tưởng tượng sao nó lại có một cái tờ tiền ở trên tóc ạ nha. Hay là các anh chị có thể có cái cách tưởng tượng gì đó. À, có ai có cái cách tưởng tượng gì mà nó hay hay không để nói về cái tờ tiền ở trên cái tóc của mình không? Có ai có không thì giơ tay nhá. À, mình sẽ cùng nhau mình xây dựng. Nào, có ai nghĩ ra được cái gì mà nó liên quan đến cái tờ tiền ở trên cái tóc của mình không? Đoàn Thúy Mơ mở mic đi rồi chia sẻ nha. Dạ. Em lại kể theo cái cách hành trình của em thì em sẽ tưởng tượng là ở trên đầu có rất là nhiều tiền tặng đè nặng hết trên đầu. Ừ, đè nặng sau cái đó đầu. Và sau đó là cái tờ tiền đó thì nó sẽ nói chung là em sẽ để nhớ được nhiều số thì trên một cái điểm, ví dụ cái đầu của em thì em sẽ gắn hết cả 5 cái này luôn. À, nó thành một câu chuyện luôn, kết hợp với cả câu chuyện luôn ấy. Đó là em có kỹ năng rồi, thành ra là em gắn nhiều điểm nha. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ gắn một điểm để cho các anh chị mới ấy, các anh chị hiểu thôi nha. Rồi, cảm ơn Thúy Mơ nha. Thúy Mơ chắc thuộc luôn rồi đúng không? Dạ. Rồi, mời ai giơ tay mà chúng ta gắn một điểm ấy, gắn một điểm thôi để hướng dẫn cho các anh chị mới nhá. Rồi, bây giờ ví dụ như là tiền ở trên đầu này, chúng ta sẽ lấy một cái tờ tiền để trên tóc của mình ý, thì các anh chị tưởng tượng nhé. Có một ngày mà mình đi cắt tóc ấy, thế là tự nhiên đi cắt tóc ấy, cắt được cái bộ tóc mình, nói cái ông cắt tóc ấy cắt cho mình một cái bộ tóc thế này, nhưng mà
Cái anh thợ tóc đó thì anh ấy cắt xong tóc rồi, mình nghĩ rằng là cái bộ tóc này cắt xong thì chắc cũng cỡ khoảng 50% thôi, mà tự nhiên cái ông nội bà cắt tóc đấy hôm đấy bà ấy ăn của mình, chặt của mình tới 200.000 chẳng hạn, ví dụ thế. Thì tự nhiên là mình nhớ đến cái bộ tóc của mình nha, nó liên quan đến tiền nha, làm cho mình rất là bực bội chẳng hạn, ví dụ thế, cảm thấy rất là tức chẳng hạn đó. Đó thì là khi chúng ta liên tưởng đến cái điều gì đó mà nó hơi lạ lạ, nó hơi kỳ quặc ấy, nó hơi ấn tượng ấy, thì chúng ta sẽ nhớ nhé. Vậy thì nhớ đến cái tóc của mình ấy, là mình phải nhớ đến cái sự bực bội đi cắt tóc mà nó chém mình, cái ông thợ cắt tóc chém mình quá trời luôn nha. Ví dụ thế, hoặc là đi làm tóc đó, đi làm tóc nha. Đó thì là đầu tiên là tiền nó ở trên tóc nhá. Đó rồi thì tiếp theo là chán nha. Theo cái hành trình viết nãy là chán, chán là cái thuyền trên chán. Bây giờ hãy đặt cái thuyền ở trên chán nhá. Tiền lúc nãy là số 15 nha, trên tóc là 15 là tiền này. Đó, đi cắt tóc. Đi cắt tóc, hoặc là mình đi cắt tóc mà mình quên, mình không mang tiền đi mình trả nha. Đó, ví dụ vậy. Bữa hôm đi làm tóc, mà hăng say lắm, làm tóc cho đẹp đẽ, cuối cùng móc tiền ra quên mất tiêu luôn, không mang tiền, rất là xấu hổ chẳng hạn đó. Nó dễ nhớ nghe anh chị ha. Đó. Rồi, tiếp theo là cái chán của mình nha. Chán. Chán của mình ấy thì là cái thuyền ha. Thì mọi người ấy tưởng tượng nhé, tự nhiên có một hôm mình đang bị ngủ này, thì mấy đứa nhỏ không biết làm sao mà mình đang ngủ mà mấy đứa nhỏ nó lại nó vẽ trên trán của mình một cái thuyền mà mình không hề hay biết gì hết. Thế là khi mà mình dậy ấy, thì là mình soi kiếng ấy, chải đầu chẳng hạn, mình soi kiếng ấy, hoặc là mình đi mình ra mình làm vệ sinh ấy, thì mình thấy có một cái thuyền ở trên trán ấy làm mình rất là buồn cười chẳng hạn, ví dụ thế. Đó thì là cái điểm thứ hai là cái thuyền là 14 nhá, ở trên trán nhá các anh chị nhá. Rồi tiếp theo là cái lá cờ ở mắt. Bây giờ gắn cái lá cờ ở mắt là các anh chị. Gắn cái lá cờ ở mắt có nghĩa là khi mình dạy các con thì nó ra cái con số nào mình cũng có thể tưởng tượng được ha, mình có thể là liên tưởng được. Thế thì bây giờ mình phải liên tưởng một cái gì đó mà cái lá cờ nó ở mắt ấy. Bây giờ mình phải làm sao để cho các con, hoặc là mình phải liên tưởng làm sao để cho các con nhớ được, hoặc cho mình nhớ được là ở mắt mình là phải gắn cái lá cờ, đây là cái số 71 ở đây. Mời Ngọc Anh. Ngọc Anh này. Mình thấy yêu tổ quốc quá, nhìn vô cái mắt là thấy hai lá cờ Việt Nam hiện lên. Đó có nghĩa Cái khác là thì mình yêu về trái tim á, thì mình bây giờ mình yêu tổ quốc, mình gắn hai cái lá cờ Việt Nam vào trong mắt. đó có nghĩa là cái hôm đó mà mình là một người rất là yêu Việt Nam chẳng hạn, ví dụ xem đá bóng, cổ vũ bóng đá cho Việt Nam, yêu đất nước Việt Nam lắm, thế là tự nhiên cái mắt của mình hôm đó ấy, nó cái con người mắt của mình ấy, nó thành cái hình lá cờ luôn, có ngôi sao và lá cờ trên mắt của mình ấy. Đấy, thấy ấn tượng nha. Đó cũng là đấy, thì là bất kỳ một con số nào gắn vào một cái điểm nào mình đều liên tưởng được để mình nhớ nó ha. Rồi điểm thứ ba là lá cờ nhá. Lá cờ là liên tưởng nhớ đến là mình đang ra xem đá bóng ấy, mình rất là yêu Việt Nam, cho nên trên cái con mắt của mình ấy là nó biến thành cái lá cờ trên mắt của mình luôn. Yêu Việt Nam quá ha. Đó lá cờ Việt Nam trên mắt của mình ấy. Rồi tiếp theo, ốc sên. Mắt rồi, tới mũi là có con ốc sên. Bây giờ mình phải nghĩ được cái con số 16 là con ốc sên nó ở mũi của mình ấy nha. Đấy các anh chị, đấy các anh chị hãy liên tưởng đi, hãy tưởng tượng xem làm sao để mình nhớ được cái con ốc sên nó nằm ở trên mũi của mình. Tiếp mời Ngọc Anh tiếp nha. Ngọc Anh hỗ trợ hướng dẫn cho anh ấy chị đây. Dạ mình cứ tưởng tượng là có ốc sên nó chui cái lỗ mũi của mình, nó thò cái đầu của nó ra, mình nghẹt thở, mình không thở được, khó chịu lắm. Khi mình Đó gắn cảm xúc lên nữa thì mình sẽ nhớ được lâu hơn nữa. đúng rồi, đó thì có nghĩa là lúc này ấy, mình có thể là tưởng tượng là cái lỗ mũi của mình lúc này ấy, tự nhiên sao mà nó có một cái con ốc sên nó lại chui vào mũi mình mà nó thò cái đầu ra, cái nó có cái râu của nó đấy, nó lòi, nó đưa ra như này này, ngoe ngoẩy như này này, làm cho mình không thở được, ví dụ thế. Đó thì mọi người tưởng tượng như thế thì là tí nữa khi mọi người truy xuất lại thì mọi người sẽ nhớ được ngay ở cái lỗ mũi mình là cái hình ảnh gì ha, là con ốc sên nè, là số 16. Tuy nhiên thì mọi người đã phải biết được rằng là ốc sên là con số 16, mình phải thuộc, mình phải mã hóa rồi nhé. Cho nên tại sao là cái bước đầu tiên để mà nhớ số ngẫu nhiên được thì phải mã hóa số từ 00 đến 99 rồi nha, thuộc nó rồi nha. Rồi tiếp theo là hạt đậu. Hạt đậu thì hồi nãy nếu theo hành trình của Tuyết ấy, các anh chị nhớ rồi thì là mũi ở tới má đấy nha, thì là hạt đậu ở trên má đó. Thì bây giờ là mình tưởng tượng ha. Chỗ này thì Tuyết sẽ giúp các anh chị này, mình tưởng tượng này, tự nhiên trên má của mình hôm nay nó mọc một cái mụn mụn thiệt là to to như cái hạt đậu.
Trời ơi, sao mà nó đau, nó tức chứ. Tự nhiên cái mặt của mình hôm nay nó mọc một cái hộp, mới mụn, người ta mụn nhỏ nhỏ thôi. Hôm nay cái mụn gì mà như hạt đậu á. À, he, thì mọi người tưởng tượng như thế nha. Và mình phải tưởng tượng nên là à, mấy cái người mà hay có mụn ấy, mà có cái mụn to như thế là sợ lắm. Còn những anh chị nào mà cái da mịn màng đẹp đẽ mà ít bị mụn chắc không tưởng tượng cái cảnh đó đâu. Khổ lắm, mọc mụn mà cái mụn còn bự nữa thì thôi, thật là đau khổ ha. Đó, 85 nó ở trên má nha các anh chị nha. Rồi, tiếp theo cái cung tên. À, cung tên. Cung tên lúc nãy là nó đi xuống miệng á. À, miệng nghe, nãy mình má rồi tới miệng ấy, là cung tên đúng không các anh chị? Đó, thì là theo cái hành trình của Tuyết ha. Đó, là mũi này xong tới má, là hạt đậu này tới là cái cung tên ở miệng. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ gắn cái cung tên vào cái miệng của mình. À, cung tên mục tiêu nha. À, thì bây giờ mình phải gắn làm sao, thấy không? À, gắn làm sao để cho mọi người nhớ được là cái miệng của mình có cái cung tên của mục tiêu. Có ai nghĩ ra cái hình ảnh gì không? Gắn được làm sao để mình nhớ được cái cung tên mục tiêu nó ở cái miệng của mình không? Rồi, bây giờ thì mình cũng có thể là nghĩ ra một cách như thế này này. Là tối tối thường hay chơi với con á. Thế là chơi, các bạn ấy chơi xong là mình có thể là đang cùng con ăn cái bắp ấy. Cái bắp bắp rang ấy đó, thế là hai mẹ con cùng chơi với nhau chẳng hạn, hoặc mình với lại cháu chẳng hạn, thì ai đó chơi với nhau và làm lấy cái miệng của mình làm cái mục tiêu ấy, thế là ném cái hạt bắp vào miệng của mình ấy đó. À, đó, và ném trúng cái miệng của mình, nó giống như mục tiêu mình tưởng tượng như thế thôi, đơn giản như vậy thôi nha. Là cái cung tên mục tiêu nó không cần phải là chính xác là cái cung tên mục tiêu, mà mình có thể là nghĩ nó rằng là cái miệng của mình nó là một cái mục tiêu, là cái mục tiêu để mà đưa cái gì đó vào ha. Đó, đưa cái hạt bắp vào cũng được, không nhất thiết. Ví dụ như vì cái miệng của mình nó khó để mà liên tưởng tới cái cung tên mục tiêu. Ví dụ như chỗ khác thì mình có thể là liên tưởng đến cái hình ảnh cung tên mục tiêu thật sự, còn cái miệng của mình thì mình có thể tự liên tưởng theo hình ảnh như thế cũng được ha các anh chị nha. Đó, thì mình tưởng tượng như là cái miệng của mình là cái mục tiêu để ném cái cục bắp ấy, cái hạt bắp vào ấy nha. Đó, và các anh chị nhớ là cái miệng của mình là 46 là cái mục tiêu, không cần phải nói những cái cung tên đâu, là cái mục tiêu nha. Mục tiêu ném để làm sao nó vào miệng của mình cùng chơi đấy, hay cùng chơi cùng giỡn ha. Đó, với con ví dụ thế. Rồi, tiếp theo tới tới cằm ha. Tới cằm là 4 là 14. À, tới cái miệng là cung tên mục tiêu, tới cái cằm là 14 là cái thuyền đó. Đó, thì bây giờ chúng ta lại liên tưởng làm sao mà có cái cằm ở cái thuyền đó, cái cằm của mình ấy nha. Hồi nãy cái chán của mình nó là cái cằm này nè. À, bảy, cái chán của mình là cái thuyền này nè. Đó. Rồi, cái mắt của mình ấy là cái lá cờ này, yêu Việt Nam này, xem ba bóng nè. Cái mũi là cái con ốc sên nè. Đó, cái má là cái hạt đậu nè, đúng không? Hạt đậu là 85 này nè, cái miệng là cái cung tên mục tiêu nè là 46 nè. Rồi tới cái cằm tiếp, cái cằm bây giờ nó là cái cung cái thuyền tiếp nha. À, vậy thì bây giờ chúng ta hãy tưởng tượng là trên cái cằm của mình ý, có cái thuyền. Cái thuyền thì bây giờ mình sẽ tưởng tượng như thế nào nhỉ? Có ai có cái ý tưởng gì không ạ? Có ai đã học rồi ý tưởng không? Đúng rồi, trùng số không sao hết nha, bởi vì là trong quá trình mà mình rèn luyện số ngẫu nhiên nó sẽ có trùng số nha. Thật ra ấy, nếu mà là Tuyết ấy, thì Tuyết sẽ nghĩ như thế này là cái chán của mình là cái thuyền ấy, thì tự nhiên cái cằm ấy, thì nếu như bình thường ấy, thì Tuyết sẽ nghĩ là cái cằm mình là tiếp tục có cái thuyền nữa đó, đơn giản như thế thôi. Nhưng mà vì bây giờ hướng dẫn cho các anh chị để cho các anh chị là mình ghi nhớ ấy, và mình nghĩ tưởng tượng ra cái gì ấy, thì là mình sẽ phải tưởng tượng ra một cái gì đó mà nó hơi nổi bật một xíu. Còn nếu như bản thân nếu như Tuyết nhớ cái dãy số này thì tới đây là Tuyết nhớ ngay là cái thuyền rồi, có nghĩa là cái hành trình này của mình là nó sẽ lặp lại với cái chán nha, cái thuyền, và tới đây là Tuyết nhớ ngay là cái thuyền ha. Mời Ngọc Anh nào, Ngọc Anh cho ý tưởng đi. Dạ em thì cái thuyền á, nó có hai cái mũi nhọn á, nó có hai cái buồm nó căng lên, nó nứt vô, nó đâm vô cái cằm của mình, nó từ từ nó chồi từng cái một, nó đau lắm.
mà nó không có chảy máu gì chứ. Trời ơi, một cái thuyền. Đây mình có cảm xúc là mình bị đau rồi đó. Đó là mình tưởng cắn tượng. này. Mình tưởng tượng cái cảnh cái thuyền ấy. Hoặc là mọi người có thể là tưởng tượng như thế này, là cái cằm của mình ấy hôm nay ấy, bình thường cái cằm mình nó không nhọn đâu, mà tự nhiên cái cằm mình hôm nay sao mà nó nhọn, nó giống như là cái cánh buồm á, nó nhọn giống như cái cánh buồm của cái thuyền vậy đó. Nè, đó, tự nhiên thấy nó nhọn mà mình thích mà. Cái mặt mình nó đang thì trời ơi, nó đang thì phè ra như này mà tự nhiên hôm nay nó nhọn, nó như là cái vê lai ấy, giống như cái thuyền ấy đó. Thì tự nhiên mình nghĩ đến cái cảnh đó thôi là mình cũng sẽ nhớ nha các anh chị nha. Đó, thì mình có thể nhớ theo cách của Ngọc Anh là cái cằm của mình nó bị cái gì nhọn nhọn như là cái thuyền nó đâm vào làm mình rất là đau. Hoặc là mình có thể là tưởng tượng là cái cằm của mình hôm nay tự nhiên nó nhọn giống như là cái cánh thuyền vậy đó. Vì là khi chúng ta chuyển đổi mã hóa cái số 14 thành thuyền ấy, thì cái thuyền nó sẽ có hai cái cánh buồm nhá, là cái số 14 ấy, thì mình tưởng tượng nó nhọn như vậy đó. Đó, rồi tiếp theo số 26, 24. Số 24 là con sóc. Con sóc thì lúc này thì từ cái cằm này mình sang cái lỗ tai nha. Đó. Đây, con sóc nó ở lỗ tai. Thì bây giờ chúng ta hãy liên tưởng như là cái lỗ tai của chúng ta ấy, có con sóc nha. Vậy thì mình sẽ liên tưởng là có một cái con đang ngủ á. Thế là tự nhiên có cái con gì nó cứ cắn, cứ thấy cảm thấy đau ở cái lỗ tai này nè. Đau ở cái lỗ tai. Đang ngủ mà cứ thấy nó đau, nó nhói nhói lỗ tai. Và khi mình tỉnh dậy thì là có một con sóc, không biết con sóc ở đâu mà nó lại vào nó cắn cái lỗ tai của mình. Nghe mọi người hè. Đó thì mình liên tưởng đến cái hình ảnh như thế nhá. Là có một lần ấy mình đang ngủ thì tự nhiên thấy nó đau, rất là đau luôn, nó nhói nhói, mình làm mình cứ mơ màng. Và khi mà mình tỉnh dậy ấy, thì là thì ra là có một con sóc á, nó đang thì là đến nó cắn, nó tưởng thức ăn ấy, nó cắn cái lỗ tai của mình nhá. Đó, thế anh chị nhớ nhá. Đó, nào, ấy sờ vào lỗ tai của mình nha, liên tưởng đến con sóc nó cắn lỗ tai của mình rất là đau ha, là mình đang ngủ là mình giật mình. Rồi tiếp theo tới cổ là cái xương, tới cổ này liên tưởng dễ ha. Rồi cái cổ của mình ấy, tự nhiên có hôm ăn cá trời ơi nó mắc cái cổ của mình quá trời luôn, ăn cá mà làm sao mà mắc cái xương cổ ấy, làm khó chịu mất mấy ngày. Đó thì có những người đã từng ăn cá rồi thì nó bị mắc rồi thì biết cảm giác rồi, những người chưa thì mình cũng vẫn liên tưởng kiểu như thế nhé, là mình bị mắc xương, mắc một cục xương ở cổ ha. Hoặc là mình có thể liên tưởng một cách ghê rợn hơn ấy, là tự nhiên cái cổ mình hôm nay sao lại có một cái xương nó mọc ra mọi người nhé, thì làm cho mình nó nhớ hơn ha. Thì cái phương pháp này ấy, học là nó vui nha, nó hơi lạ kỳ đó. Đó rồi cái cổ mình nó có cục xương nha, có một cái xương nó chìa ra ha, ghê ha. Đó làm cho mình nhớ hơn. Rồi tiếp theo tới cái bài, cái điểm cái mai nhá, là cái vòi sen. Tới cái vòi sen thì bây giờ mình liên tưởng tới cái hình ảnh là cái vòi sen, thì mình sẽ liên tưởng là nhà có cái vòi sen á, và mà khi tắm ấy, khi đi tắm ấy, thì là tự nhiên ý, hôm đó làm sao ấy, mình lại lấy cái vai của mình đụng vào làm cho nó gãy cái vòi sen. Ví dụ thế nha, một hôm ấy cái vòi sen nó đang thì để đấy, không biết làm sao mà mình đụng cái mai mình vào cái vòi sen ấy, làm cho cái vòi sen ấy bị gãy chẳng hạn, ví dụ thế, thì là mình liên tưởng đến cái hình ảnh cái mai, cái tội ác của cái vai ấy làm cho cái vòi sen trong nhà tắm mình nó bị gãy đi ha. Đó là cái tội lỗi của cái vai này đấy, là cho mình nhớ được cái hình ảnh cái vòi sen trên cái vai của mình nha các anh chị nha. Đó, thế bây giờ mình hãy liên tưởng lại nha và nhớ lại các con số này nha. Rồi bắt đầu mình làm lại nha, mình liên tưởng mình nhớ lại nha. Rồi bắt đầu. Tiền trên tóc, đi cắt quên tiền, 15. Chán, nằm ngủ bị mấy đứa nhỏ nó vẽ thuyền lên, 14. Mắt xem đá bóng, yêu Việt Nam quá, có mỗi hình mắt mình hiện lên cái hình ảnh của lá cờ Việt Nam là 71. Rồi tới mũi. Mũi là có con ốc sên nó chui vào, nó thò cái đầu nó ra làm cho mình không thở được, là số 16. Rồi mũi là tới má. Má là mọc một cái mụn thiệt là to, 85. Rồi sau đó tới miệng. Miệng là có cái là cung tên mục tiêu, là mục tiêu ném bắp bộ. Ném bắp bộ đó, là cái miệng của mình là cái mục tiêu ha, ném nha, ném bắp thôi nha.
hai, nó là 46. Rồi, thấy cái cằm, cái cằm là cái mặt. Bữa nay làm vê lai, làm cánh buồm ha. Rồi, cái thuyền tiếp, 14. Rồi, tiếp sang cái lỗ tai bị con sóc nó cắn. À, 24. Rồi, tới cổ bị mắc xương hoặc là bị mọc ra một cái chìa ra một cái xương rất là ghê. 33. Và tới cái vai, vai là thủ xạ, làm gãy cái vòi sen. Rồi. 32. Rồi, thuộc chưa các anh ấy chị? Thuộc 20 số này chưa? Ai thuộc rồi? Thì mạnh dạn lên đi, giơ tay lên đi. Sau đó thì nhớ đi, rồi Tuyết sẽ hỗ trợ các chị để các chị nhớ nha. Ôi, dạ. Em chưa có thuộc chuyển các con số thành hình ảnh á. Dạ. Cho nên là em chưa có nhớ số được. Em chỉ nhớ cái câu chuyện mà cô mới vừa kể thôi. Dạ, nhớ các cái hình ảnh đó thôi. Đấy. Em vừa nhớ con số luôn á. Dạ, đó. Nhớ số được. Cho nên là chị mà nhớ số rồi là chị rất là nhanh, chị có thể nhớ được số ngẫu nhiên rất là tốt luôn. Em nhớ hình ảnh mà cô mới vừa nói á. Rồi bây giờ chị nói hình ảnh cho em cũng được nhá. Tại vì mình chưa nhớ số mà. Đó là phương pháp nhá. Dạ, chị nói đi. Nào, đầu tiên là gì này? Em nhớ là đầu tiên là tóc này. Thì đi hớt tóc là mình phải mang theo tiền. Tiền là 15 đúng không cô? Rồi, tiếp theo rồi. Là số thức sáng này. Mình đang ngủ tự nhiên là con của mình nó vẽ một cái thuyền trên trán của mình này. Khi thức dậy mình soi gương mình thấy một cái thuyền ở trên trán. Yeah. Tiếp theo là mắt này. Mình yêu bóng đá và mình thấy lá cờ Việt Nam là mình cảm thấy là rất là tự hào rồi đó. Yêu bóng đá. Yeah. Tiếp theo là mũi này. Mũi là có một con ốc sên nó bò vào mũi mình và nó thò hai cái râu ra. Thấy là rất là sợ. Má là có một cái mụn nó mọc lên cái má của mình nhưng mà nó to bằng hạt đậu luôn. Tiếp theo là cái miệng của mình là em nhớ con nói là cung tên mục tiêu đó, tức là đúng cái rồi. Trò chơi mà quen cái hạt bắp vào miệng đó, đúng rồi. Rồi tiếp theo là cầm, cầm là mình liên tưởng đến cái trán là nó có cái thuyền hồi nãy là số 14 rồi đúng không cô? Đúng rồi, đúng tiếp rồi. Theo nữa là cái gì nữa ta? Đây. Con sóc à, con sóc là nãy cô nhớ là tự nhiên mình đang ngủ mình thấy đau cái lỗ tai này, khi mình thức dậy là à thì ra là một con sóc nó tưới cái tai mình là thức ăn nó đến ăn làm cho đau cái tai mình. À, tiếp rồi. Theo nữa là cái cổ này, cái cổ là liên tưởng nó đến cục xương, tức là hồi chiều em liên tưởng ngay là em đang ăn con cá mè luôn á mà nó trúng xương vô vô nó mấy cổ ngay cổ đây này rất là khó chịu luôn. Tiếp theo là vai. Vai thì em nghĩ là mình đang tắm tự nhiên cái vòi hoa sen á nó rơi trúng cái vai mình đầu điếc luôn. Đó là, à đó đó đúng rồi đó đó. Đúng rất là hay, đúng rồi. Cho nên là chị đấy, chị Mỹ Anh chỉ có cái sự tưởng tượng liên tưởng rất là tuyệt vời đấy. Đấy, có nãy thì Tuyết nghĩ rằng là Tuyết thủ phạm là làm gãy vòi sen nhưng mà nó hơi vô lý. Nhưng mà cái cách của chị Mỹ Anh ấy đó là rơi cái vòi sen xuống cái vai của mình làm mình đau ấy. Đó thì cái đó là nó cũng rất là ấn tượng luôn, là làm cho mình nhớ được. À đó. Rồi, cảm ơn cô rất là nhiều. À, cho nên em phải cố gắng học thuộc nhanh các cái số để em chuyển thành hình ảnh đi qua cái phương pháp hành trình. Dạ đúng rồi, chị phải thuộc nha, sau đó chị sẽ ứng dụng và chị nhớ số, sau đó chị sẽ lên lớp chị hướng dẫn cho các con lớp của mình ấy. Chị đã lên lớp chị dạy chưa chị? Chị dạy trên lớp trực tiếp. À em thì em mới có tiếp cận siêu trí nhớ là cách đây mới có mấy hôm à. Nhưng mà em cũng đã thuộc được là như mười mấy cái số em nói với cô đó. Và hôm nay thì cái chương trình đón lớp 1 thì mấy cháu mới chỉ học đến con số 10 thôi. Và mỗi mà khi mà dạy mỗi một số thì em có vẽ cái hình ảnh lên ở trên bảng á. Là các số nó, các cháu nó nhớ rất là nhanh đó cô. Vậy là em mỗi một buổi mà đầu giờ em vào bài á. Trời ơi bạn nào cũng háo hức đó. Bạn nào háo hức là lên đọc các số này. Xuôi ngược ngược xuôi và lộn xộn luôn. Là đọc rất là tốt. Đúng rồi. Dạ. Đúng rồi. Rất là thích chị nhá, nó rất là thích đi. Dạ vâng. Nó và thích em cô ơi. Dạ và em cũng cũng cho chị một cái kinh nghiệm này nữa là khi chị dạy học sinh chữ cái ấy chị nhá, chữ cái ấy thì chị sẽ dạy cho các con chữ cái rồi nhưng mà vì trong chương trình của mình thì mình không thể vẽ hình được ngay cái lúc đó, nhưng mà chị sẽ dùng 15 phút đầu giờ hoặc là những cái lúc mà xả hơi ấy chị những chữ nào các con hay quên ấy chị mã hóa cái số đó thành hình ảnh dễ vẽ nhá, sau đó chị cho các con vẽ. Vẽ và nhớ, các con thuộc chữ cái rất nhanh. Tại vì là cái này em đã dạy học sinh rồi. Và đặc biệt là những bạn nào mà các bạn không thuộc chữ ghép ấy chị hãy lựa, chị hãy chuyển đổi các chữ ghép ở thành hình ảnh đơn giản nhé. Ví dụ như là chữ chữ thỏ thì là con thỏ. Con thỏ thì mình hãy lên mạng mình vẽ con thỏ rất là dễ thôi nhá. Đó, thì các con vẽ được rất là dễ. Đó, rồi là cái chữ nhờ ấy, là chị vẽ quả nho.
Đó, bà cho các con liên tưởng một quả nho các con ăn như nào, các con thích không? Chị dạy các con nhé. Cứ quả nho để các con nhớ chữ nhỏ, viết chữ nhỏ các con rất dễ nhớ. Các cái chữ ghép, bởi vì là mình dạy lớp 1 biết rồi mà, chữ ghép các con rất là lâu thuộc, khó thuộc. Có nhiều bạn không thuộc. Chị dạy bằng phương pháp này các con rất là nhanh thuộc nha. Hết hành trình các điểm trên cơ thể thì tiếp theo nhớ bằng cách gì hả cô? Dạ. À, anh ơi, anh giới thiệu về mình nha. Vâng, tối đó. À, chào anh. Vâng, chào chị, chào cô ạ. À, anh giới thiệu về mình nha. Anh tên gì ạ? Không biết trên hệ thống thế nào chứ tôi có vào trong cái đường link hay đường zoom gì đó thì cái này đăng nhập tự dưng nó hiện vào và xem luôn chứ không phải đăng nhập gì cả. Dạ vâng. Thầy trên cái nhóm mà thầy đường link zoom trên nhóm đấy đó, và bấm vào cái là nó ra luôn. Thế anh đâu phải đăng nhập gì tại cái lúc nãy giờ là thầy cố cứ hỏi mấy lần đúng không? Không biết trên hệ thống nó thế nào. Anh vào đây anh vẫn đổi tên được mà. Anh tên gì? Phán Thanh Võ. À, bà Phan Thanh Võ ở Nghệ An ạ. Cái này thầy cố nhắc đến nữa, sau đó có nhận lại cái tin là Phan Thanh Võ Nghệ An đó. À, dạ dạ. À đây, Phan Thanh Võ. Anh bấm vào cái ba vào cái hình màn hình của anh ấy. Thế là anh à. Dạ vâng, thế là anh đổi tên thôi. À thế à. Vì là báo cáo với cô là hôm nay thì mới từ những người thầy trên nhóm thì mở ra xem chứ cũng chẳng biết là cái chương trình này là cô đào tạo từ khi nào chứ cũng chẳng biết cô là ai như thế nào. Thực sự là cũng vào thấy cái này rất bổ ích nhưng mà do không học được từ đâu thanh không có biết chứ không. À, nói chung là tụi em cũng mới mở được có 3 buổi thôi, thì là buổi trước là giao lưu và cái buổi hôm rồi thì là hướng dẫn cho các anh chị là nhớ chuyển đổi mã hóa số từ 00 tới 99. Thì là các anh chị sẽ chuyển đổi mã hóa, sau đó mình học thuộc. Học thuộc thì để nhớ số ngẫu nhiên thì chúng ta chỉ có 3 bước thôi. Thứ nhất là mình học thuộc chuyển đổi mã hóa số từ 00 đến 99. Thứ hai là mình sử dụng những hành trình giống nãy ấy, anh ạ. Nha. Và sau đó thì bước thứ ba là mình sẽ gắn những cái hình ảnh đó, các cái con số đó vào các điểm hành trình. Sau đó thì mình liên tưởng tạo thành những câu chuyện. À, sau đó ghi nhớ thì là như anh hỏi là nãy hỏi là nếu mà trên hành trình các điểm trên hành trình cơ thể mình hết rồi thì nhớ bằng cách nào, thì bây giờ cái hành trình cơ thể mình hết rồi thì mình lại tiếp tục mình gắn nó vào cái hành trình khác nhanh nhá. Ví dụ là em giới thiệu luôn với anh, nãy giờ anh không nói em ấy thì là cộng sự của thầy Nguyễn thầy Đinh Đức Thuận. Dạ, em chuyên mảng đào tạo học sinh nha anh ạ. Rồi thì xin hỏi cô thì có phải là cách đấy khoảng nửa tháng 10 ngày gì đó là có một cái chương trình đăng ký cái đào tạo rèn luyện siêu trí nhớ của thầy Đinh Đức Thuận không ạ? Vâng đúng rồi anh. Thế mà không biết như vậy là mất thêm buổi này buổi thứ mấy rồi, có thứ ba à? Buổi này buổi thứ ba rồi anh ạ. Vâng, như vậy là mất 2 buổi không biết để mà theo dõi. Thấy rất là hay, nhưng mà dù đó bị 2 buổi đầu không biết được. Thành ra cái này dù cô bảo là nhớ mấy cái số mới có biết đâu. Nhưng mà cái chuyện mà cô kể, nhưng cái này có chị ấy lên sóng đấy. Là cùng nhớ được, cùng lâm theo cô được. Nhưng mà có điều là gió không biết cái chưa học cái cách nhớ cái số. Thành ra chưa nhớ được. Đấy, con hành trình thì đạt được. Dạ. Vậy thì các anh ấy chị nhá, khi mà chúng ta mới như này ấy, thì là cái bước đầu tiên là mình sẽ chuyển đổi mã hóa số. Thì bây giờ anh biết rồi ấy, thì là sau buổi ngày hôm nay anh sẽ về anh chuyển đổi mã hóa số từ 00 đến 99 thành hình ảnh rồi anh học thuộc nhá. Đó. Vâng ạ. Anh cùng với lại con anh hiện tại có con đi học không hay có con cháu thì đi học không? Vâng, báo cáo cô là có con ạ. Con đang học phổ thông cả, hai bé đang học phổ thông cả. À vâng, đấy thì anh cũng hướng dẫn cho các bé ấy, học ấy, thế là mình cùng với con học ấy. Đấy là mình chuyển đổi mã hóa từ 00 đến 99 nha. Sau khi anh đã chuyển thuộc rồi, anh thuộc rồi ấy, thì là mình sẽ lập các hành trình. Thì lúc nãy em hướng dẫn là lập hành trình cơ thể anh nhá. Thì là mình nhớ ít số thì mình sẽ dùng một hành trình. Nhưng mà mình muốn nhớ nhiều số thì mình lại dùng nhiều hành trình. Thế thì tiếp theo thì mình sẽ nhớ hành trình, mình lập sẽ hành trình cơ thể nào rồi nè. Mình lập hành trình nhà mình này, đó. Thì lập hành trình nhà mình ý, thì là em ví dụ như này, em chia sẻ màn hình cho anh chị tưởng tượng nha, nó dễ nha. Đây,
Thì là ví dụ như là cái ngôi nhà của mình ý, là hành trình của mình bắt đầu từ cổng này, thì cái cổng của mình nhá, đó, thì cái cổng đi vào này xong tới là mình tùy mình thôi, cái cổng này tới sân chẳng hạn, nhưng đây thì em lại tới là cái hàng ba nè, à, có thể là một là cổng này, hai là cái sân này, hay là rồi tới cái hàng ba nè, rồi tới cái cửa nè, xong mình vòng ra quanh quanh nhà của mình ý, là như thế nào mình đi một vòng quanh nhà, đó, rồi tới cái cửa lớn nè, rồi tới cái bồn hoa cúc này, rồi tới cái cửa sổ này, rồi tới cái vườn hoa nha, vườn hoa chứ không phải là một cái chậu hoa nha, vườn hoa chẳng hạn, rồi vòng tới sang bên kia, mình vòng sang bên kia, mình theo trình tự nha, mình vòng sang sau nhà này, ví dụ thế, sau nhà mình có cái gì to to là mình có thể mình đặt điểm hành trình của nó, thì ở đây trong cái bức tranh này nó không có nên em sang bên này luôn, là cái cây thì là cây cam chẳng hạn, à đó, thì là cái hành trình nhìn ngôi nhà của mình ở bên ngoài nè, sau khi bên ngoài của mình hết rồi thì mình đi vào cái căn phòng của mình nhá, căn phòng khách anh nhá, đó. Thì vào căn phòng khách của mình thì vào phòng khách của mình thấy cái gì đầu tiên, ví dụ thế, thì vào thì thường thường phòng khách của mình thì sẽ có là đầu tiên cái cửa chẳng hạn, nhưng mà đây thì ở đây em không có cái cửa mà mình vào luôn cái phần bộ bàn ghế nha, thì nếu như mình có cái cửa thì mình có thể lấy ngay cái cửa ha, rồi là mình có thể lấy được cái bộ rèm của cửa đó đó, thì là một điểm hành trình nữa này, rồi vào trong nhà là mình có cái bàn này, cái bàn là một điểm hành trình nè. Đó, rồi tới cái ghế là một điểm hành trình nè. Rồi sau đó thì tới tiếp theo là tới cái đèn là trong cái phòng khách của mình ý. Đó, ví dụ thế, phòng khách hay phòng ngủ chứ đó, là cái đèn này, rồi tới cửa sổ nè, rồi tới cái tivi nè, rồi tới cái kệ nè. Đó, thì là tới phòng khách. Rồi sau đó thì các anh ấy chị có thể là tiếp hết phòng khách rồi thì mình quay tới cái phòng ngủ ha. Rồi hết phòng ngủ. Vâng. Phòng ngủ của mình có những cái gì mà nó to nha, những cái vật ấy nó cố định nha, nó cố định mà nó to nha, thì mình sẽ tạo thành các cái điểm nha, và mình phải đặt nó là những điểm từ hành trình từ điểm số 1 cho tới số khoảng 25 nha. Nếu mà cái nhà của mình có nhiều vật, có nhiều phòng thì mình hãy tách ra thành là nhiều dãy hành trình, nhưng mỗi hành trình thì nhiều nhất khoảng 25 điểm thôi nha. Nếu mà lỡ mà cái nhà của mình nó khoảng 30 điểm thôi hoặc 35 điểm thôi thì các anh chị cũng có thể lấy được, nhưng mà nếu giả sử nó 50 điểm thì các anh chị hãy tách ra thành thành hai nhá. Tách thành hai. Vâng. 25 điểm, 25 điểm thì các anh chị hãy viết nó thành một cái thành một cái thẻ như này này, mình viết ra. Mình viết cái điểm hành trình theo thứ tự, sau đó thì mình nhẩm đi nhẩm lại cho nó thuộc. Đó. Vâng. Nhẩm lại cho thuộc. Sau đó thì mình nhớ các cái con số bằng cách là mình gắn vào giống như lúc nãy mà em hướng dẫn gắn vào cái cơ thể mình ý. Đấy. Vâng. Thì là ví dụ điểm cơ thể mình lúc nãy là như vậy, nhưng mà cái nhà của mình ý thì là ví dụ tới cổng ấy thì mình gắn ví dụ như là phải cái số số 09 chẳng hạn, là con hươu chẳng hạn, thì mình liên tưởng đến là cái cổng nhà mình ý. Hôm nay đến cái cổng nhà mình tự nhiên ở đâu mà có người ta mang đến cho một con hươu cảnh ý. Con hươu bằng đá đặt ngay trước cổng rất là đẹp, nó làm cho mình rất là phấn khích chẳng hạn, ví dụ thế nha. Rồi đi vào tới cái sân của mình ấy thì là có cái con số nào đó, ví dụ như vào tới sân nhà mình thì có cái số là số 54 chẳng hạn, là số người phục vụ ấy, 54 là người phục vụ, là hình ảnh người phục vụ ấy anh nha. Thì vào tới sân thấy là có một người phục vụ này, hôm nay bước vô sân thì có một người phục vụ này, hôm nay mấy cái anh chàng phục vụ này làm gì mà anh ấy đến rồi anh ấy mang rất là nhiều đồ ăn, ôi mà mình đang rất là đói bụng, rất là nhiều, rất là ngon, ví dụ thế. Thế mình tưởng tượng như thế thì là tự nhiên là nó tạo thành một cái câu chuyện vào cái hành trình nhà mình. Thì mỗi một điểm mình sẽ tạo thành một cái gì đó nó liên quan đến các hình ảnh, cái câu chuyện liên quan đến hình ảnh làm cho mình nhớ nó, thì dĩ nhiên là mình truy xuất nó ra thì mình sẽ nhớ được cái dãy số đó ngay anh nha. Đó, thế vâng. Có lại là em cũng hiểu được rồi. Kể cả trước nãy mà trong quá trình thỉnh thoảng tham gia mấy cái chương trình đào tạo của thầy Phóng và các anh chị thì cũng có hình dung ra được rồi. Nhưng bây giờ hỏi cô hai câu ngắn ngắn, lỡ ra mất thời gian của người khác. Thế nên là cái chương trình cô đào tạo này là vào những ngày nào trong tuần rồi cô? À, bây giờ hiện tại thì em đang thì hướng dẫn vào thứ hai ạ. Và tối thứ hai hàng tuần đấy anh ạ. Một tuần một buổi. Tối thứ hai hàng tuần ạ. Vâng. Rồi đó là câu thứ nhất. Câu thứ hai thì ví dụ như khi nãy cô nói là 15 điểm, nhưng em có thể là hình dung ra trên cơ thể mình 25 điểm và cũng có thể nhớ được. Nhưng mà thế có khi nào mà mình dùng một hành trình nữa không? Hết 25 điểm nữa sao mình lại quay lại
cùng cái hành trình đó bằng thể thái mới làm sổ rồi lại quay lại có được không? Đỡ phải mất công để nhớ cả cái hành trình cả vất vả. À không được anh ạ, tại vì anh biết không? Không được à? Dạ vâng, tại vì lúc nãy mình đang nhớ cái con số là cái tiền ở trên tóc mình rồi. Mà tí nữa mà anh gắn một cái con số khác lên cái tóc của mình. Thế thì là lúc nãy anh nghĩ tới cái tóc của mình thì anh lại bị lẫn lộn các con số mà mình vừa suy nghĩ. Đó, cho nên là nó sẽ không nhớ được anh ạ. Nhá. Mà cái hành trình này, giống như hôm nay anh nhớ là 25 điểm chẳng hạn thì nhớ được là mỗi một điểm ấy thì hai số thì được 50 số chẳng hạn. Anh nhớ anh đã ứng dụng cái cơ thể, cái hành trình cơ thể rồi. Thì ngày mai anh nhớ 50 điểm khác anh phải sử dụng hành trình nha. Anh không sử dụng cái hành trình này được. Vì sao anh biết không? Vì là khi chúng ta nhớ theo cái hình thức này ấy, nó sẽ bị nhớ lâu. Nó bị là anh sẽ phải nhớ có thể là 3 ngày anh chưa quên. Cho nên có khi phải 3 ngày anh mới lặp lại cái hành trình này được ấy. Cho nên là anh sẽ phải tạo nhiều hành trình. Hôm nay anh nhớ 50 số là cái hành trình cơ thể. Thì ngày mai anh rèn luyện 50 số nữa thì anh phải sử dụng cái hành trình nhà của anh. À, và ngày mốt anh nhớ 50 số nữa thì anh phải sử dụng cái hành trình từ nhà anh đến cơ quan. Em ví dụ thế. Chứ còn nếu mà anh quay trở về anh nhớ cái hành trình cơ thể với hành trình của cái ngôi nhà là nó bị lộn với cái số mình đã nhớ là vì mình chưa quên nó. Anh nhá. Vâng. Đó. Cho nên là các anh ấy chỉ nên lập cho mình khoảng 5 hành trình nhá. Để mình cứ xoay vòng. Khoảng 3 ngày sau anh quay trở lại thì nó sẽ không có nhớ nó đâu. Đó. Nếu như anh không ôn ý. Nếu anh không ôm cái câu chuyện này ấy, thì là 3 ngày sau anh quay lại thì nó không còn nhớ nữa đâu. Anh có thể gắn cái khác vào và anh nghĩ thành cái nội dung khác, câu chuyện khác được. Ha. Vâng. Dạ. Rồi, xin cảm ơn cô và tất cả các anh, các chị đã dành thời gian để chia sẻ ạ. Vâng.